Nè nha, bắt đầu là nó có chú này bắt cái chú thả là nó sẽ chạy lại bà nè nha. Đó, thật sự luôn, quá dễ thương luôn. Ôi có kìa, ôi có nó chạy ghét. Dễ thương quá các bạn ơi. Chào các bạn nha. Hiện tại giờ mình thấy một cụ già và một chú vịt nè các bạn. Thì mình thấy cái hoàn cảnh, thấy cái bà thì cũng lớn tuổi rồi mà lại có chú vịt á, đi theo kè hoài. Thì mình ghé mình hỏi thăm á, thì biết là bà nuôi chú vịt này từ nhỏ, nhưng mà chú vịt này là từ một người nào đó cho bà và gắn bó với bà cũng 2-3 tháng rồi. Và bà đi đâu nó theo đó. Đây là chú vịt này các bạn. Chú vịt này rất thương, dễ thương luôn. Bà quê ở đâu? À, ở bên cầu Cái Sơn 2 ha. Bà tên gì? Cầu Sơn 3. Cầu Sơn 3 đúng rồi. Dạ, thứ tư ha, bà tư ha. À, bà thấy cái xe này nè là bà bán gì vậy? Bánh cam, bánh tiêu, bánh bò. Bánh cam, bánh tiêu, bánh bò. Dạ. Bà bán giấc nào? Giấc 8 giờ sáng. 8 giờ sáng bà bán. Dạ. Rồi mấy giờ là bà xong rồi, giờ này là xong rồi hả? À, bà có bán vé số luôn nha các bạn. Thì bà bán là ngay ở chỗ cầu Sơn 3. Thì bà bán cái này món ăn vặt, món ăn hè phố. Thì bà có bán vé số luôn. Thì ai đi ngang ở chỗ cầu Sơn 3 đó có gặp bà thì hãy mua ủng hộ bà nha. Thì bà nhiêu tuổi rồi? 81. Bà 81 rồi. 81. Ô, nhìn bà cũng thấy còn khỏe đó nha. Dạ. Như bà bán tại chỗ hay là bà có đi dạ dạ biết dạ, đi dài cái đó ngoài quốc lộ rồi. Dạ. Vậy là bà cũng như có vận động, như là bà khỏe đó. Dạ. Cũng mong bà khỏe ha. Dạ. Ồ. Dạ, đây là chiếc xe nhỏ của bà đây. Bề ngang thì chắc cũng khoảng 6 tấc 7 tấc hà, chiều dài cũng khoảng 1 mét à. Đó, đây là chiếc xe để mà bà mưu sinh hàng ngày nha các bạn. Cái này là bà đổ bà bán luôn hay là mình lấy mình bán? Đếm người ta không ạ? Đếm ha. À, đếm người ta bán. Bánh tiêu cũng đếm luôn? Đếm luôn, bánh bò cũng đếm luôn. Thường con thấy đi ngang khúc này nè, con thấy là có bán chè đó, là người khác bán hay bà bán? Con gái ạ. Con gái của bà bán? Gái cũng ngay vị trí này luôn ha. Dạ. Nó nghỉ nông về đám mà tới nè. Dạ. Chầm tới là đâu nó nghỉ á. Dạ. Ê, vậy bán là thường cái địa điểm này á là giấc chiều là bà hay ở đây ha. Dạ. Yeah. Dạ. Còn bà kể ấy là chú cái công dịch này đó bà. Yeah. Là bà nuôi đó từ hồi nào? Nuôi bà đó ba lượm trong bên trời nó thiếu. À. Vậy là người ta lượm từ một con vịt con. Dạ, yeah, người ta cho à. Cái ta cho bà. Dạ. Yeah. Trời ơi, vậy là bao bà nuôi tới giờ là nó mấy tháng rồi? Khoảng 2 tháng. 2 tháng. Ê, bà cho nó ăn cái gì? Ăn gạo lứt có, cơm có. Rồi mấy bà cho ăn cháo cũng có nữa. Cái vịt này là kêu vịt gì cho bà? Bà nói vịt chim. Chim ha. Thấy cái lông đẹp quá hả? Trời ơi. Nó nhát hay nó dạng vậy bà? Nó nhát lắm, cậu lại là nó không dám lại. Hàng chi nè, tự giờ nó rút ở trong cái xe nè. Tôi đi rồi, cậu dạ. Lên nè, để tôi đi nó. Đó, để bà đi nè, bà đi có nó đi theo đó. Đó. Nó sợ mình nhưng mà nó tìm. Thấy chưa? Ra đi con. Thấy chưa, bà đi cái nó đi theo nè. Trời ơi, dễ thương quá các bạn ơi. Ôi chú vịt này hả, nó theo bà. Dễ thương quá. Đúng là vịt không bao giờ mà che chủ. Rất trung thành. À, cái con vịt này nè, đúng là lần đầu tiên mình thấy á, là nó gắn bó đi theo một người chủ luôn nha. À, thường thường cái cảnh này á, là dành cho chó. À, còn ở đây là chú vịt, phải nói chứ, lần đầu tiên mình thấy. Bà có đặt tên cho nó không? Không có đặt tên. Không có đặt tên ha.
như nó thấy bà đi là nó đi theo vậy chứ không có đặt tên. Đây đây mình quay nó đi theo bà nè nha. Ôi nó đi theo bà luôn các bạn ơi, coi kìa dễ thương không. Quá dễ thương luôn. Mình đi lại á, cái nó sợ nè. Quá dễ thương luôn các bạn ơi. Quá hình ảnh này quá đẹp luôn. Thì bà năm nay cũng đã 81 tuổi rồi. Thì bà sống ở Sa Đéc, ngay chân cầu Cái Sơn 2. Thì ở cầu Cái Sơn 3. Dạ. Thì ai đi ngang vào những lúc sáng sớm hoặc là trưa đó, có ghé hay mua ủng hộ bà những cái tờ vé số hoặc là mua bánh của bà. Mà bán ở đây là gồm 3 đến 4 là bánh, bánh ăn, bánh dân gian, bánh vỉa hè đó, ngon lắm. Thì giờ này bà cũng bán đã xong rồi, giờ này cũng đã 3 giờ rồi nè các bạn. Thân hình bà thì cũng ốm, gầy. Và kế bên bà đó lúc nào cũng có người bạn nữa là chú vịt nha. Rất dễ thương luôn. Thì các bạn hãy đi tới mua ủng hộ bà, để mà bà có được cái đồng vô đồng ra để tự nuôi sống. Thì lớn tuổi rồi nhưng mà bà thấy cũng rắn rỏi và thấy khỏe lắm, vì bà lao động hàng ngày đẩy xe để đi tới đi lui những vòng vòng Sa Đéc để bán những tờ vé số nha. Rất cảm động bà ơi, chú vịt nó đi theo bà suốt luôn. Nè nha, bắt đầu là nó có chú này bắt cái chú thả là nó sẽ chạy lại bà nè nha. Nó thật sự luôn, quá dễ thương luôn. Ơi có kìa ơi, có nó chạy ghét. Dễ thương quá các bạn ơi. Đây là chút hình ảnh mà đúng là gây cho mình cái rất cảm động luôn. Một chú vịt rất trung thành, thương người chủ, gắn bó người chủ và lúc nào cũng theo người chủ hết. Thì có gì sẽ cho nó ăn nấy, có khi là cháo, có khi là cơm. Nó không bao giờ nó biết chê biết kháng. Nó theo bà suốt từ lúc mà còn nhỏ tới nay. Và bà thì cũng đi đâu, như bà bán vé số đi tới Ba Nô đi ra quốc lộ, nó cũng theo bà luôn. Ở trên xe luôn. Ồ. Xe hồi sáng là tôi xả nó chứ, nó đi theo nha. Thấy công nghiệp quá thôi tôi xả lên xe luôn. Dạ. Đi theo vậy đó, đẩy xe đi theo theo mấy. Dạ. Hiện giờ là chú vịt á nó đang ăn cơm nè các bạn. Cơm này là mình cơm tôi ăn hết á, giờ tôi để vô bao chừng nó đói nè. Dạ hả? Trời ơi nó dễ ăn quá ha. Ồ quá dễ thương luôn các bạn ơi, coi kìa. Ôi, cái này là xương hay cá vậy, nó cũng ngay luôn ha. Ôi, dễ thương quá hả. Dạ. Thật sự mình thấy chú vịt là dễ thương quá à. Như bà đi đâu là nó theo đấy luôn á. Từ từ nó cũng quen mình rồi nè. Đó, thấy không? Vậy là có cháo rồi, cho ăn cháo ha bà. Như nó đeo, nó theo bà suốt vậy ha, nhưng mà tùy chờ. Nước hay nó lại cậu xin nước uống. Dạ hả? Cũng biết xin nữa ha. Quán cà phê Hằng Nga đó, nó dạ. Chạy lại mấy ông uống cà phê, mấy ông để không tay nha. Dạ hả? Vậy là nó cũng phải, theo con biết chắc nó cũng phải ăn nước đá không? Uống nước đá, nước gì uống nước đá. Trời ơi. Cái chân này mà vàng nè. Mình không biết cái giống vịt này giống gì, nhưng mà bà nói là vịt xiêm. Nó ăn có cái bầu diều nè các bạn. Quá trời luôn nè. Thấy nó ăn xây xưa ngon lành không? Ai quay mặc kệ à.
Rồi thì mình cũng mong các bạn xem video này, thì các bạn đi ngang ở cầu này là cầu Thái Sơn 3, thì hãy ghé mua ủng hộ bà những cái bánh và mua cho bà những tờ vé số để bà có đồng tiền để các bạn mưu sinh hàng ngày, bà tự nuôi sống bản thân và bạn nuôi luôn chú vịt. Rất dễ thương nha các bạn. Thì chút hình ảnh mình gửi đến các bạn, mong các bạn xem á, thì hãy ghé để mà thăm và nâng với chú vịt này nha, rất dễ thương luôn, và hãy ghé thăm bà luôn. Dạ thì con cũng xin chào bà con về. Dạ thì con cũng quay đó, thì cũng mong bà sẽ được buôn bán đắt hơn qua cái video này nha. Dạ con bye bye bà. Dạ. Ê nè, về nè nha. Về nha. Ồ ồ kìa. Ghét hơn. Ăn dữ lắm, nhiều hồi ai có nước cái lại xin uống à. Dạ. Giá cho quán chè đây nè, có nước cái chạy lại xin uống hoài. Về này bà còn với số không? Dạ hết rồi. Vậy là bánh cũng hết luôn hả? Dạ. Trời ơi. Thôi nè giờ đó con, hôm nào con cũng dẫn đây hả? Thì con có dịp con sẽ ghé con mua ủng hộ bà những cái bánh hoặc là những tờ giấy số nha. Dạ. Rồi con chào bà. Dạ dạ. 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 Rồi các bạn ơi, mình xin kết thúc clip và mong rằng qua video này thì các bạn hãy tới mua ủng hộ bà, vì bà thì bán vé số và những cái bánh nha, thì bánh tiêu, bánh bò, thì người con á thì bán kế bên là bán chè, thì các bạn hãy tới mua ủng hộ bà nha. Rồi các bạn thấy video hay á thì các bạn nhớ like và chia sẻ hình ảnh của cụ bà và chú vịt này nha. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Bye bye, nhớ like và đăng ký kênh mình nha.